Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Ba mẫu ô tô Honda được ưu đãi cực khủng trong tháng 8 năm 2023. Khi mua xe Honda CRV, Honda Civic RS và Honda Accord trong tháng 8 này, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi cực lớn từ Honda Việt Nam. Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng các nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 4 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. Cơ hội cuối cùng khi mua Honda CRV với mức giảm giá lên tới 150 triệu đồng cùng với đó là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ. Trong khi đó, khách hàng tậu Honda Civic RS hoặc Honda Accord được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và miễn phí một năm bảo hiểm thân vỏ. Honda CRV là một trong những mẫu xe được nhiều người yêu ái lựa chọn. Được trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít VTEC Turbo, mẫu xe này sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Thiết kế của Honda CRV mang phong cách sang trọng, thu hút sự chú ý từ đầu người nhìn. Ngoài ra, điểm đặc biệt của mẫu xe này là hệ thống Honda Sensing hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến, giúp tăng cường tính năng an toàn trên đường. Trong khi đó, Honda Civic RS được coi là biểu tượng thể thao của Honda. Mẫu xe này thể hiện tinh thần không ngừng chinh phục thử thách của hãng xe này. Động cơ tăng áp 1.5 lít VTEC Turbo giúp Honda Civic RS vượt trội về khả năng vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing và hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect mang đến trải nghiệm thú vị cho người lái. Honda Accord là mẫu xe mang thiết kế thanh lịch, sang trọng và không kém phần thể thao. Động cơ tăng áp 1.5 lít VTEC Turbo giúp mẫu xe này có khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống Honda Sensing giúp bảo vệ toàn diện cho cả người lái và hành khách trên xe cũng như người tham gia giao thông xung quanh. Xe bán chạy Toyota Corolla Cross 2023 giảm giá gần 60 triệu đồng. Người tiêu dùng mua mẫu xe Toyota Corolla Cross trong tháng 8 năm 2023 sẽ được hưởng mức giảm giá từ 38 đến 58 triệu đồng. Đây là mức giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý hỗ trợ khách hàng nhằm kích thích sức mua. Corolla Cross 2023 là mẫu SUV đô thị nhập khẩu nguyên chiếc, không thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ chính phủ. Thông báo từ liên doanh ô tô Nhật Bản cho biết, đợt khuyến mại sẽ được áp dụng trong tháng 8 năm 2023. Điều kiện để hưởng ưu đãi là khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi mua xe trong thời gian áp dụng. Đợt khuyến mại hiện tại Toyota Việt Nam đang phân phối 3 phiên bản Corolla Cross trên thị trường với mức giá bán lẻ từ 755 đến 963 triệu đồng. Theo đó, mức giảm giá người tiêu dùng được hưởng sẽ từ 38 đến 58 triệu đồng tùy từng phiên bản và từng địa phương khác nhau. Corolla Cross hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường ô tô Việt Nam, vượt qua cả mẫu xe được mệnh danh là gà đẻ, trứng vàng là vai ốt. Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, cho biết đã có tổng cộng 6.341 chiếc Toyota Corolla Cross bán ra thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong khi đó, Toyota Vios chỉ bán được 5.425 chiếc. Mặc dù giữ vị trí xe bán chạy nhất của thương hiệu song trên thực tế, doanh số của Toyota Corolla Cross lũy kế nửa đầu năm 2023 vẫn bị sụt giảm sâu đến 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn khá nhiều so với tỷ lệ sụt giảm chung 30% của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Có lẽ đây chính là lý do buộc Toyota Việt Nam phải giảm giá Corolla Cross nhằm kéo lại doanh số, đồng thời duy trì sức cạnh tranh với các mẫu xe lắp ráp trong nước được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ như Kia Seltos hay Hyundai Creta. Những lưu ý khi mua một chiếc ô tô mới Bỏ ra số tiền không nhỏ để mua một chiếc ô tô là điều rất đáng phải suy nghĩ, do đó bạn cần nắm vững những lưu ý dưới đây trước khi mua ô tô. Tham khảo kỹ và so sánh giá xe Kinh nghiệm khi mua xe ô tô mới là bạn phải lưu ý về giá của xe. Trước hết, bạn có thể tham khảo giá trên các phương tiện thông tin đại chúng hay có thể gọi điện trực tiếp đến cho nhân viên bán hàng hoặc đến trực tiếp các đại lý ô tô chính hãng để so sánh giá bản thân các đại lý có độ cạnh tranh về giá và chế độ hậu mãi khác nhau để thu hút khách hàng vậy nên nếu muốn tiết kiệm hơn bạn nên khảo giá sai thật kỹ giá cả song hành cùng chất lượng để mua được một chiếc ô tô mới số tiền bạn bỏ ra là không hề nhỏ vậy nên khi bỏ tiền ra bạn phải xem xét khi lượng mẫu xe mà mình lựa chọn có xứng đáng hay không nhất là với những mẫu xe phổ thông bạn phải chú trọng vào độ uy tín của thương hiệu và mức giá có phù hợp với nhu cầu của mình hay không kinh nghiệm khi đi mua xe ô tô mới là bạn phải đến trải nghiệm xe tại các showroom lựa chọn đúng trang bị cần thiết cho xe khi mua xe ô tô mới có một số trang thiết bị hay phụ tùng đi kèm chỉ để phục vụ mục đích trang trí không cần thiết hoặc không bao giờ sử dụng đến như ốp đèn hậu gạt tàn thuốc lá hay cửa sổ trời bạn nên yêu cầu được bỏ bớt để tránh phải trả những chi phí không cần thiết sẽ tiết kiệm hơn nhưng các thiết bị hệ thống bảo đảm an toàn thì bạn nên chi trả bởi nó thực sự rất cần thiết chú ý thời điểm mua xe nên chọn thời điểm mua xe vào những dịp cuối năm và đầu năm mới vì đây là thời điểm mà hầu hết các đại lý muốn tăng doanh số bán hàng sẽ có hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá và có nhiều phần quà tặng kèm để kích cầu chi phí nuôi xe không chỉ có giá mua mà điều quan tâm thiết yếu là chi phí của các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau khi mua xe ngoài ra còn chi phí mua bảo hiểm và một số chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động bạn hãy cân đối tài chính của mình chọn xe sao cho phù hợp với điều kiện để tránh khỏi việc mua xe sẽ không còn là niềm vui mà trở thành gánh nặng cho bạn cảm ơn các bạn đã xem video rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày bấm like và comment bên dưới video chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới